Thế là xin mọi người chào mọi người quay trở lại với Undertale và chúng ta tiếp tục với phần trước. Trước sau khi chúng ta đánh bại được Papyrus, chúng ta sẽ và được đến nhà ông ý hẹn hò, rồi đi ăn với thằng San ở cái quán Ruby, và mình nghe loáng thoáng đâu đấy là con hoa đang lẩn vẩn xung quanh đây, mình thì khá là ghét rồi. Ok, ta sẽ hãy đi chơi với nhau, đi chơi nhiều và nhiều hơn là sau. Ok, xếp cái cho chắc ăn nào. Ok. What the fuck is that? Sử dụng hộp. Ok, mình có cái bicycle kia. Cái này cái gì? Đây là một cái hộp. Cái này tôi biết rồi. Ôi trời ơi. Sorry, a box hatter. Để ghét vào hộp. Mình cần phải ném mấy cái này đấy. Hoặc là mình có thể đi xuống như này. Bông hoa này. Tôi thề là tôi nhìn thấy cái gì đó đằng sau cái dòng nước chảy xiết đó. Mình cứ tưởng là sẽ rơi vào đầu mình. Mình nghĩ là sao? Có một camera đằng sau cái này. Sao có vẻ nhiều camera đằng sau này vậy? Cái clean. The fuck? Mình thấy cái camera ở cái bụi ở ban đầu game nhá. Xong rồi lại có camera đằng sau cái này. Mình sẽ bị đẩy xuống, mình sẽ bị đẩy xuống đây nữa, mình không đi cẩn thận. Ok. Sao tự nhiên tối om này? The fuck? Xin chào anh Đại. Tôi đây với thông báo hàng ngày của tôi. Kể cả regarding that human character, về cái việc mà con người mà tôi đã thông báo cho cô lần trước. I find them. Yes, of course. Tất nhiên tôi đã chiến đấu với... Sao cái đoạn đấy là thế? I find them là sao? Anh có phải... anh đã đánh được chiến đấu với họ không? Tôi đã chiến đấu với họ rất là... với chúng rất là... anh Dũng. Cái gì cơ? Tôi đã bắt họ đã chúng chưa? Tức là thằng... Nãy giờ là thằng này nói. Không, tôi đã cố hết sức ăn đai, nhưng cuối cùng tôi đã thất bại. Cái gì? Cô sẽ đi lấy linh hồn của con người tự bằng chính tay cô, nhưng ăn đai. Cô không cần phải hủy diệt chúng. Cô thấy đấy. Tôi hiểu. Tôi sẽ giúp cô bằng mọi cách. No, Papyrus, no. Oh shit. No. Please no. Chị ơi, bình tĩnh. Oh, dead. Mình thấy cái thứ lấp lóe kia là không ổn rồi. Đứng im, please. Ok. Chị ơi, chị bình tĩnh không em nhớ? Kinh ấy. Bà này cũng không phải dạng vừa đâu. Ok. Thằng trẻ con này. Yo. Cậu nhìn thấy cái cách mà chị ấy nhìn vào cậu chứ? Đó. Thật tuyệt vời. Thật sự rất là ghen tức. Rất là ghen. Sao mà cậu có thể lấy được sự chú ý của chị ấy vậy? Thôi nào, hãy xem, đi xem chị ấy đánh lại những tên kẻ xấu. Ngã rồi kìa. Không bình tĩnh của tôi, gái Blitz. Cái cảm giác một cái sự chết chóc à, Drift đang treo người bạn. Nhưng mà bạn vẫn
rất quyết tâm. Đưa mày đây đây thật. Đây là cái gì đây? Khi mà bốn cái hạt giống cầu được đặt ở dưới nước, chúng sẽ nở. Hạt giống cầu ở mấy cái này không? Để đến đâu? Ok. Bíp. Nghe cụ tay heo. Bíp. Ok. Yeah, khá là giỏi. Không cái gì đấy. Cái khe khe. Aaron đang khoe cơ bắp. Aaron mình sẽ khoe cơ bắp. Bạn khoe cơ bắp. Aaron khoe cơ bắp gấp đôi. Attack gọi là sức tấn công tăng lên cho cả hai người. Khoe cơ cuộc thi khoe cơ bắp à? Cái bắp tay. Thua. Flex tiếp. Flex rất là mạnh. Quay cơ bắp rồi ra khỏi phòng luôn. Thắng, yeah, mình được 30 vàng. Được đấy, mình có trả được spare. Bíp. Cái này mình sẽ phải xếp cầu đâu. Chuông à? Kìa cái chuông à? Con. Reset. Nếu một bất kỳ một cái lỗi nào xảy ra, hãy bông hoa chuông này có thể gọi lại những cái hạt giống cầu quay trở lại nơi chúng xuất phát. Cần phải xem cái cầu sang bên kia thôi thì gì đâu. Ok. Bốn cái à? Như là như vậy. Đặt đây này. Đặt đây. Này này. Đặt chỗ này này. Mình không rõ bị làm gì luôn. What is it? Mình không hiểu gì cả. Thế này thì sao? Xem nào. Nếu mà mình làm như thế. Cái này có phải không? Yeah. Ok, khá đơn giản. Ring. Hello. Đây là Papyrus. Sao làm cách nào để tôi có thể lấy được cái số này? Rất là dễ. Tôi gọi tất cả các số cho đến khi tôi tìm được số của cậu. Không ra cậu bạn. Cậu đang mặc cái gì vậy? Tôi hỏi cho bạn tôi thôi. Với mình biết ai hỏi rồi. Cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã nhìn thấy cậu đang mặc một cái bandana. Có vẻ thật không? Có vẻ cậu đang mặc một cái bandana. Bandana là cái gì? Bạn sẽ nói gì? Anh nghe nói là không có. Thôi chứ nói thật cho nó đi. Vì nếu bạn bị nhả cậu đang mặc cái bandana. Hiểu. Nháy mắt. Cô gây vui vẻ nhé. Mình không vui vẻ khi mình biết rằng cái con quái vật kia đang tìm mình. Còn đội trưởng đội cận vệ hoàng gia nó đang rất muốn giết mình và nó đang tìm mình. So, ok mình làm cái gì để nó clean nó. Ok fuck me. Fuck mình cần phải cái đấy hồi máu của mình đúng không? Mình vừa gì thì cái đấy hồi máu của mình. Bây giờ mình có thể spare rồi. Nice. 25 vàng, easy. Cái gì đấy? The King of Fruits. Cái gì đấy? Mình chưa đọc cái này. Nghe cái gì? Ngày xưa, quái vật đã thầm thì cái điều ước của họ lên những ngôi sao trên trời cao. Nếu mà bạn mong ước điều đó với cả trái tim của bạn, điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Bây giờ, tất cả chúng ta có những cái hòn đá.
lấp lánh ở trên trần. Khổ thân bọn này nhỉ. Hàng triệu, hàng hàng nghìn, hàng thousand, thousand million là nghìn, thousand hàng triệu. Hàng triệu người đang ước cùng nhau, không thể nào sai được. Nhà vua sẽ chứng minh điều đó. Thôi nào chị hãy ước đi. Tôi ước rằng chị của tôi sẽ nhìn thấy ngôi sao thật một ngày nào đó. Ủa thật này bây giờ mình thấy ác ác kiểu quái, mặc dù mình không phải là con người, mình không phải là cái bọn nhốt bọn này xuống dưới này, nhưng mà chúng nó đang ngồi, chúng nó bị nhốt ở dưới này sau một thua, một khi thua một trận đánh, và cuối cùng chúng nó phải nhìn ngôi sao giả bằng đá quý ở trên trần nhà của chúng nó, nhìn qua cái kính viễn vọng. What? Kiểm tra tường. What? Kiểm tra cái tường á, ý là cái tường này á. Whoosh. Đây là đâu dứa những cái từ ngữ cổ đại được viết ở trên tường, bạn chỉ có thể đọc một vài từ. Cuộc chiến giữa con người và quái vật, tại sao con người tấn công, có lẽ họ không sợ cái gì cả. Con người khỏe mạnh cách không thể tin được. Even take the soul of nearly every monster just to equal the power of single human soul. Chỉ cần rất là nhiều linh hồn của quái vật mới có thể ngang được bằng một cái linh hồn của một con người. Để lý do tại sao nó cần linh hồn của con thằng này. Nhưng con người có một cái điểm yếu, chính khá là mỉa mai thay, đó chính là sức mạnh của linh hồn của họ. Power allow to persist outside the human body even after death. Không hiểu lắm cái đoạn này. Nếu một quái vật hạ được một con người, họ họ có thể lấy được linh hồn của con người. Và quái vật với có linh hồn của con người là một con quái vật, con thú đáng sợ với những cái sức mạnh đáng sợ kiểu ấy. There's something very unsettling about this drawing. Có cái gì đó khá là kỳ lạ đối với tranh. Mình đang đi đâu vậy? Nó là cái bè sang cái khu tiếp theo. Tối thế. Tối vai. Nó chỉ tối hôm trước thôi, mình quay đằng sau thì mình vẫn nhìn mặt mình. Shit. Oh đệt chị. Ôi chị ơi đừng làm thế. Em có làm gì chị đâu chị ơi. Please stop. Em biết đấy chị không cần phải diễn thế. Oh my god. Shit. Oh god damn it. Oh, mình có phải né từ rất là nhiều cái đấy. Fuck. Please stop. Oh, mình thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi. Oh, không, mình chưa thoát. Thoát rồi. Chị ơi, đừng tiếp tục chị ơi. Chúng ta có thể nói chuyện một cách thân thiện, hòa nhã. May quá. Thank you. May quá. Rồi, đặt xuống. Nhẹ 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 đặt xuống rồi. Ok, té rồi. May đấy. May có thằng giờ hơi nữa đây. May quá. Phải thương già rồi. Thằng kia nó còn ở trong này không ấy? Mình cứ tưởng mình bị bắt rồi cơ. Quả đấy mình tưởng mình bị bắt rồi. Một xít. Nó bắt được thì mình thề. What? Thằng này ra. Yo, cậu nhìn thấy chứ? Anh Đai vừa chạm tay vào tớ. Tớ không bao giờ rửa mặt nữa. Trời ạ. Cậu thật là xấu số à? Nếu mà cậu chỉ cần đứng một chút nữa bên trái thôi. Tôi nhường hết cho ông đấy, tôi cho ông tất. Ông muốn chạm thì nó chạm, tôi kinh lắm. Bà ấy mà chạm vào tôi, bà dọc xương tôi ra.
Đừng có lo, tôi sẽ chắc chắn rằng cậu chúng ta sẽ gặp chị ấy một lần nữa. Ông có thể dừng việc dập mặt đất được không? Đấy là khá là tốt cho gương mặt của mình. Cái gì ấy? Một cái phô mai này ở đấy quá lâu, cái pha lêm thần kỳ mọc xung quanh nó bị dính ở vạt. Sao tự nhiên vì có cái gì rất là buồn cười, cứ có mấy cái con chuột ở trong này. Yeah. Squeak. Cái lý biết là con chuột sẽ một ngày nào đấy sẽ lấy được cái phô mai từ viên pha lê bí ẩn, nó đổ đầy bạn với sự quyết tâm sếp ké thân. Ồ, thằng Giác ạ. Mày đâu, mình chả thắc mắc tại sao nó ở đây. Tôi đang suy nghĩ chuyện tham gia vào việc kinh doanh kính viễn vọng, thường 50.000 để sử dụng cái cái kính viễn vọng đặc biệt này. Nhưng vì tôi biết cậu, thế là cậu có thể sử dụng một miễn phí. Vào rồi vào đi. Đấy game. Yes. Mình nghĩ là mình sẽ đổ một đỏ này. What the fuck? Mày chơi tao đấy à? Nó cho mình xem cái kính viễn vọng, nhưng mà cái kính viễn vọng chắc là bịt lại rồi. What cái trò này cũ lắm rồi ông ạ, tại sao ông có thể chơi cái trò này với tôi? Cái trò này cũ xưa như trái đất rồi ông ạ. Cái trò này hồi trước mình có bị một lần rồi, anh mình hồi trước cũng có một cái kính viễn vọng, xong là anh mình bôi xung quanh cái chỗ mà lồi lên được cái kính viễn vọng ấy, xong mình áp mắt vào mình xem. Đấy, cũng là dịch xúc. Mình không để ý được tại vì nó trên mắt mình cứ nhìn được trừ khi mình soi gương. À no. Cái gì ngôi sao là gì, có điều cậu có thể chạm vào nó không, cậu có thể ăn được không, cậu giết được nó không, cậu có phải ngôi sao không không. Ok, cool story. Thì có cái hang ở đây mình thấy khá là lạ, mới vào đây được. Ô, thằng này bán xúc xích ra giá rẻ này. Tôi đã thay đổi vị trí của địa điểm của cửa hàng tôi nhưng mà vẫn không có khách. Tôi đã nghĩ ra một cái cách giải quyết. Punch card. Mỗi khi tôi cậu mua được một cái cậu mua một cái nice cream, tôi sẽ lấy một cái punch card từ hộp. Nếu mà cậu có ba cái thẻ thì cậu có thể đổi cho tôi một cậu sẽ nhận được một cái kem miễn phí. Ok. Bây giờ mình cứ mua ba cái kem thì mình sẽ được một cái kem miễn phí. Oh shit, mình không đủ tiền. Không, mình đủ à, không đủ tiền. No, fuck. Ok. Ông để cửa hàng ở trong này thì ông bán cho ma. Khó thở với ông quá. Tôi mua ít kem của ông vậy, mua hai cái. Nghe nào. Yes. Ok, mua cho chắc. Vì như kiểu vừa nãy lúc mình đánh nhau mình thiếu mất đồ ăn, mình sợ dã cả man nào cùng mình ăn bừa mà. Thế là phí hết cả tiền. Đây là đẹp thế. Đẹp ấy. Đây đâu vậy? Cái gì vậy? Nghe cái những người đi qua. Cậu không có ước điều ước gì à? Cái người đi qua câu chuyện này. Một thôi nhưng nó khá là buồn cười. Có mấy cái bông hoa này. Mình có cảm giác mình đang đi nghe trộm đúng không? Giờ lại cái này, lại cái bọn này. Mình có thể tha cho nó luôn mà, spare luôn đi cho nó nhanh. Mình chả cần phải làm gì cả. Cái gì đây? What? Có cái gì đấy bên trong này? What? Ba lê, cái giày ba lê lấy cho chứ, lấy thôi, lấy được giày ba lê một kia lên. Mình có thể đi được giày ba lê không? Item ba lê so use đi giày ba lê. Ok, cool. Cái này mình tắt đi cũng chả có gì à. Okay. Rồi
À, chúng ta đi tiếp xem nào. Chưa biết là mình sẽ phải đi đâu. Nghĩ là đi trong đây. Ui, giật ca bình. Hello, đây Papyrus. Nhớ khi tôi hỏi về quần áo chứ? Bạn của tôi cũng muốn biết rằng cái ý kiến của ấy về cậu khá là Murdery. nhưng mà tôi biết rằng tôi chắc là cậu biết điều đó rồi. Và vì cậu biết điều đó, tôi kể cho cô ấy rằng cậu nói cho tôi rằng cậu mặc cái gì. Badadia. Vì tôi biết rằng tất nhiên sau cái câu hỏi khá là đáng nghi như vậy, cậu sẽ chắc chắn mặc cái đồ khác. Cậu thật là một cậu là một người khá thông minh đấy. This way you are safe and I didn't lie. No betrayal anywhere. Being friend with everyone easy. Một đám bạn với tất cả mọi người đều dễ với ông. Ông kia bảo tôi thay quần áo. Né nó đấy à. See spare nó luôn. Rất là đơn giản. 25 vàng. Oh, bông hoa ở trên này này. Đừng nói như vậy. Thôi nào, tôi chắc chắn tôi sẽ không cười đâu. What? Mình chưa biết được là cái gì. Câu chuyện tiếp theo đấy. Wait, sao lại kẹt vậy? Power to take this sir. He's the power of the human fear. Sức mạnh lấy được cái linh hồn của họ, đây là cái sức mạnh mà làm con người cảm sợ. The fuck? What? Nó đang đi theo mình à? Nó đi theo mình kìa. Cái gì vậy? Có vẻ cậu đã ở đây. Tôi là Onion San. Onion San. Nghe đấy. Ok. Cậu đang thăm quan thác nước hả? Thấy mọi thứ thật là tuyệt ở đây hả? Cậu thích thử nó hả? Yeah, tôi cũng thế. Tuy nhiên nước có vẻ xa lâu rồi cái gì? Tôi phải ngồi ở đây mọi lúc nhưng mà ê ổn thôi. Keep it moving to cái lại khó hiểu ấy. And living in crowd aquarium like my friend did. Ông có thể thôi cứ viết đi theo tôi được. Và cái thủy cung ở thành phố thì nó đầy rồi, thế nên tuy nhiên tôi thế nếu mà kể cả tôi muốn thì tôi cũng nó được thôi, ổn thôi. Cậu nghe thế đấy, Andai sẽ sửa mọi thứ, cậu nghe chứ? Tôi sẽ rời khỏi đây và sống ở dưới biển, cậu nghe chứ? Trời mày có tao biết rồi, cho thật này. Đây là kết thúc căn phòng này rồi. Tôi sẽ hẹn gặp cậu lại sau, có vui vẻ nhé. Trong cái thảm ok cool story, very cool story. Siren trốn ở trong góc nhưng mà vẫn gặp bạn vì lý do gì đấy. Siren, mình có thể ngâm nga cười và con duck là cái gì? Smile, bạn cười. Bạn muốn xem nụ cười của Siren nữa. Trở nên im lặng hơn ở trong góc. Aaron lắc gật đầu đồng ý. À, ngân nga. Oh shit. Siren đang nghĩ chuyện hát karaoke mình. Mình nghĩ là mình sẽ ngâm nga về đó. Siren cũng nghe theo bạn. Siren, Ok. Oh, shoot. Tí chúng. Siren cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi hát cùng. Mình có thể Mercy luôn này. Ok, spare. Yoan, mình được 30 vàng, yeah, easy. Nice. Not turn room 2 được. Not turn. Chuyện này. Equip à? Hả? Một cái đàn piano đây chơi đồ chứ? Yes.
What? Cái này là sao? Mình không hiểu mình làm gì nữa. Rồi, mấy cái bà dâm ba cái nhạc vớ vẩn. Ok, mình không hiểu cái đấy gì cả. Mình chả hiểu cái gì cả. Wow. Mình chả hiểu cái gì cả. Có lẽ cái đấy là nó một cái ẩn dấu gì đấy nhưng mà mình không làm được. Mình không biết là gì cả. Cái sức mạnh này hoàn toàn không có gọi là sự đối trọng gì đấy. Tất nhiên con người không thể nào lấy được linh hồn của quái vật. Khi mà con quái vật chết thì linh hồn sẽ biến mất. Một và cần rất là nhiều sức mạnh để có thể cần thiết để có thể lấy được linh hồn từ một quái vật đang sống. Chỉ có một duy nhất một cái ngoại trừ. Chỉ có linh hồn của cái loài quái vật đặc biệt gọi là quái vật chùm. Chùm linh hồn của quái vật chùm đủ khỏe mạnh để có thể chữa lại sau khi chết. Chỉ trong một vài tích tắc, con người có thể lấy được linh hồn này. Nhưng mà điều đó hoàn toàn không thể xảy ra và sẽ không bao giờ. Ok, cool story, mình không đọc hết. Cái gì đấy? Nó là một cái tượng. Vẻ it start to use the structure at its feet. Seem dry. Từ từ đã, mình nghĩ là đây là một cái đứa nào đang ngồi đây. Kinh vậy. Ở chân có vẻ khô. Cái gì đấy? Đây là cái ô. Lấy một cái ô. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ mang ra mình cho nó trang. Mình đoán như vậy. Đây. Đặt cái ô lên cái tượng. Yes. Bạn đặt cái ô lên cái tượng. Ở trong cái tượng có một cái hộp nhạc nghe bắt đầu chạy. Nghe hay vậy. Nhạc tiếp tục và không dừng lại. Mình không rõ mình vừa làm gì nhưng mà ok đấy. Cái gì đấy? Hãy lấy một cái. Ok, mình sẽ lấy một cái nữa vậy. Thấy quan. Ok, giờ mình đi tiếp. Và thế. Trời mưa. Ok. Lại là cái. Yo, cậu có một cái ô à? Tuyệt quá. Đi cùng luôn à. Mày nhây vừa rồi mày, vô duyên vậy. Nhưng mà mình vẫn muốn che nó. Ok, chứ sao nó đi đằng sau mình vậy? Tao muốn che mày mà mày đi trước của tao cái, mày đi kiểu đấy sao tao che? Ok, thế cũng ổn. Nếu mày muốn... Man, ăn đây thật là tuyệt. Cô ấy đã đánh, chị ấy đã đánh những cái kẻ xấu và chả bao giờ thua cả. Nếu mà tớ là con người, tớ sẽ tè dầm mỗi trước khi đi ngủ. Biết rằng chị ấy sẽ đánh tớ. Thằng này chẳng có gì mà sợ cả. Nó đi theo mình kìa. Ok. Vậy thì, sẽ một lần chúng tớ có một cái gọi là project ở trường, phải gọi là quan tâm một cái bụng, gọi là chăm sóc một cái bụng hoa nhà vua. Chúng tớ bắt buộc phải gọi ông ấy là ngài Dreamer, đã gọi là tự quyên góp một bông hoa của ông ấy. Cuối cùng ông ấy đã tới trường và dạy cho lớp về những cái responsibility và mọi thứ. Điều đó làm tớ nghĩ suy nghĩ nhớ. Liệu khu mọi thứ sẽ tuyệt vời nào nếu mà ăn đai đến trường có thể đánh tất cả các giáo viên học sinh bay vừa phải ấy chứ. Lười thì cũng lười vừa phải. Mình hồi trước để mà nói hồi trước thì cũng thích kiểu muốn trường bị cháy à. Có lẽ cô ấy sẽ không, chị ấy sẽ không đánh tất cả các giáo viên. Chị ấy quá khu và để đánh bất kỳ một người nào vô tội. Ok then.
Mình đâu rồi? Ô, à, mình đây. Nó đi đằng sau mình. Ok. Ô, kia là lâu đài à? Tốt thế. Ô, sao kia sao đi trước ấy? Ô, mình có thể đi trước rồi mà. Lâu đài không đẹp nhỉ? Ô, nó chỉ ra trước này, nó xem cái lâu đài. Ok. Lâu đài đẹp thật. Ô, cái ô đấy, cất ở đây. Trả lại cái ô, tụt tạch. Ok. Nice. Mình là một người. Yo, đây là cái vách này khá là cao. Yo, cậu có muốn cậu muốn nhìn tìm Andai phải không? Leo vai tới này. Wow. Ok. Yo, cậu đi trước đi. Đừng lo cho tớ. Tớ sẽ tìm luôn tìm cách. Mày mày có thể đứng đấy, tao kéo mày lên mà. Sao việc gì phải thế? Ok. Nếu mày muốn thế, con người sợ sức mạnh của chúng ta đã quyết định chiến tranh. Ô, nó sợ quái vật, bọn con người sợ quái vật khỏe mạnh mạnh quá rồi cùng quyết định chiến tranh. Thế quái nào chúng nó thắng được nhỉ? Họ tấn công bất ngờ và không có thương. Nó tấn công kiểu chơi user. Bạn nghe thấy cái tiếng hộp nhạc từ xa, nó đổ đầy bạn với sự quyết tâm. Sếp vụt. Lại chơi cho móc lốp à? Bẩn bẩn đấy. Cuối cùng nó chẳng có thể nào gọi được là một cuộc chiến kết hợp và gọi là đoàn kết với nhau. Con người quá mạnh và có và chúng ta quá yếu, không một bất kỳ một linh hồn nào được bị lấy. Và hàng triệu quái không thể đếm xuể số quái vật bị hóa thành tro bụi. Đôi khi mình thấy mình là con người, mình kiểu tại sao.